Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Biden đã đánh động với thế giới về một Việt Nam mới và chuyên gia dự báo tới đây dòng vốn đổ vào Việt Nam sẽ rất lớn, đặc biệt sẽ có một cuộc chạy đua đầu tư vào Việt Nam của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Nội dung cụ thể ra sao, quý khán giả hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2018, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc đạt 100 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu là thị trường đầu tiên đạt con số kỷ lục này. Bước sang năm 2022, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-Trung Quốc đạt 175,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,47%, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 57,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,18%, nhập khẩu đạt 117,86 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,63%. Nhập siêu của Việt Nam 60,17 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu lượng hàng hóa sang Trung Quốc trị giá 35,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là một trong số ít các thị trường xuất khẩu của nước ta duy trì mức tăng trưởng dương trong 8 tháng qua. Ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 68,13 tỷ đô la Mỹ, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc, tính theo quốc gia đơn lẻ sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Với Mỹ, trước thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, Việt Nam là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 13 của Mỹ, với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa đạt 75,7 tỷ đô la Mỹ năm 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 61,35 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 14,37 tỷ đô la Mỹ. Xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ trong cùng năm 2019 đạt 46,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,5%, 12,56 tỷ đô la Mỹ so với năm 2018. Đến năm 2020, mặc dù dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng thương mại song phương Việt-Mỹ vẫn tăng 19,8% so với năm 2019, đạt 90,8 tỷ đô la Mỹ theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Bước sang năm 2021, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng khoảng 248 lần, từ 450 triệu đô la Mỹ năm 1995 lên gần 113 tỷ đô la Mỹ năm 2021. Bất chấp đại dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp của chuỗi cung ứng bị đứt gãy, năm 2021 cũng là năm đầu tiên thương mại hai nước đạt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, thương mại song phương tiếp tục đạt kỷ lục với 123,7 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, Mỹ luôn duy trì vị thế thị trường xuất khẩu lớn thứ nhất của Việt Nam. Năm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,3 tỷ đô la Mỹ. Và trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ ước đạt 62,3 tỷ đô la Mỹ. Với kết quả này, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ trong 8 tháng qua ước đạt 53 tỷ đô la Mỹ. Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, từ năm 2015 đến nay, Trung Quốc liên tục tăng vốn đầu tư vào Việt Nam qua các năm. Mỹ có năm giảm vốn đầu tư, riêng năm 2017, vốn đầu tư từ Mỹ tăng mạnh lên đến hơn 868 triệu đô la Mỹ, cao nhất giai đoạn 2015 đến nay. Từ năm 2016, Trung Quốc liên tục lọt top 5 nền kinh tế đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Khi dịch COVID-19 diễn ra, vốn đăng ký đầu tư không ít vào Việt Nam và luôn đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Năm 2020, vốn đăng ký từ Trung Quốc vào Việt Nam là 2,46 tỷ đô la Mỹ, năm 2021 là 2,92 tỷ đô la Mỹ, năm 2022 là 2,5 tỷ đô la Mỹ. 8 tháng năm 2023, trong 100 quốc gia đầu tư vào Việt Nam, Trung Quốc đứng thứ hai với gần 2,69 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư, tăng vọt 90,8% so với cùng kỳ. Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án mới, chiếm 20,7%. Tính lũy kế, Trung Quốc vẫn đứng hàng thứ 6 với trên 25,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy, thứ hạng này đã được cải thiện đáng kể sau khi vốn đầu tư từ Trung Quốc gia tăng mạnh những năm gần đây. Đầu năm 2021, một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Material Handling and Logistics của Mỹ công bố có đến 43% doanh nghiệp Mỹ được hỏi cho rằng Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến mà họ ưu tiên để tìm kiếm địa điểm đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Con số này tăng gấp đôi so với kết quả khảo sát hồi năm 2019. Trong năm 2022, Mỹ đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 748,17 triệu đô la Mỹ với 91 dự án cấp mới, xếp thứ 8 trong tổng số các quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Và trong 8 tháng đầu năm 2023, Mỹ có 72 dự án đầu tư vào Việt Nam, xếp thứ 13 trong các quốc gia có lượng vốn rót vào Việt Nam nhiều nhất.
Trên thực tế, trong những năm gần đây, doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc và Mỹ ngày càng gia tăng rót vốn vào nền kinh tế gần 100 triệu dân. Đơn cử như tập đoàn HKC Overseas Limited Trung Quốc mới đây đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai DIGA cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng nhà máy với tổng vốn đầu tư đăng ký 10 triệu đô la Mỹ. Dự án sẽ được triển khai tại khu công nghiệp Nhân Trạch 2, Lộc Khang nhằm sản xuất màn hình TV. Tập đoàn HKC Overseas Limited tiếp tục nối dài danh sách nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường rót vốn đầu tư vào Việt Nam trong những năm gần đây. Đặt chân vào Việt Nam cách đây 4 năm, Yadi, tập đoàn phát triển và sản xuất xe hai bánh chạy điện của Trung Quốc mới đây đã quyết định đầu tư thêm dự án mới tại tỉnh Bắc Giang, tổng vốn đăng ký 100 triệu đô la Mỹ. Dự án sẽ được thực hiện trên diện tích hơn 23 hecta, công suất dự kiến khoảng 2 triệu xe một năm. Bên cạnh đó, Yadi cũng sẽ tiếp tục mở trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tại tỉnh Bắc Giang, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp và vệ tinh cùng liên kết để phát triển sản phẩm. Trong khi đó, với các nhà đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc thì không ngừng dịch chuyển đầu tư ra các nước. Trong đó, Việt Nam cũng được hưởng lợi khi không ít nhà đầu tư FDI chọn là một trong những điểm đến. Với doanh nghiệp Mỹ, thông tin mới được Vụ Thị trường Châu Âu Châu Mỹ Bộ Công Thương công bố, hiện tập đoàn Apple của Mỹ đã hoàn tất việc chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam. Tập đoàn Intel cũng mở rộng giai đoạn 2 nhà máy kiểm định chip tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị đầu tư 4 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm nay, Việt Nam liên tiếp đón nhận loạt thông tin tích cực về việc doanh nghiệp Mỹ muốn hợp tác với Việt Nam. Đơn cử vào tháng 3, một phái đoàn 52 doanh nghiệp lớn của Mỹ, trong đó có Boeing, SpaceX, Netflix, Apple đã đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác ở nhiều lĩnh vực. Vào tháng 4, 2023, tập đoàn P&G dự kiến mở rộng nhà máy ở Bình Dương. Trong cuộc gặp với lãnh đạo tỉnh Bình Dương cách đây chưa lâu, bà Rayamvara Srivastava, tổng giám đốc Procter & Gamble Việt Nam cho biết, P&G hiện có 2 nhà máy tại Bình Dương với quy mô 300 triệu đô la Mỹ. Thời gian tới, P&G sẽ đầu tư thêm 100 triệu đô la Mỹ để mở rộng dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Bến Cát, Bình Dương. Cuối năm nay, Amkor, ông lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn, có trụ sở chính tại Arizona, Mỹ, cho biết sẽ đưa nhà máy mới tại Bắc Ninh đi vào hoạt động. Dự án này có vốn đầu tư giai đoạn 1 là 500 triệu đô la Mỹ. Mới đây, tại tọa đàm với chủ đề Việt Nam, địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu, ông Nguyễn Thắng Vượng, Vụ Thị trường Châu Âu Châu Mỹ Bộ Công Thương thông tin rằng nhà sản xuất iPhone Apple đã hoàn tất việc chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam. Ông Vượng không tiết lộ các địa điểm cụ thể, nhưng đây là những nhà máy do đối tác cung ứng của Apple vận hành và nằm trong xu hướng chuyển dịch ra nhiều nước lân cận Trung Quốc nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple. Theo danh sách đối tác cung ứng được công bố trước đó, Apple hiện có 25 đối tác đặt nhà máy tại Việt Nam. Tính tới hết năm ngoái, trong đó có những cái tên quen thuộc như Foxconn, Luxair, Goatech. Ngoài Apple, ông Vượng cho biết tập đoàn Intel mở rộng giai đoạn 2 nhà máy kiểm định chip tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị đầu tư tới 4 tỷ đô la Mỹ và tập đoàn Lego cũng đã đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam với giá trị là 1 tỷ đô la Mỹ. Nhờ xu hướng dịch chuyển, các chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ cũng như môi trường kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến tiềm năng với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tập đoàn Samsung đã dịch chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất điện thoại của tập đoàn về Việt Nam và Ấn Độ. 60% sản lượng điện thoại thông minh của Samsung bán ra trên toàn thế giới là đang được sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, Samsung cũng đã đưa vào hoạt động trung tâm R&D tại Hà Nội. Ông Ngô Khải Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết, hiện nay doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng chỉ ở khâu trung gian, có giá trị gia tăng thấp. Khâu cung cấp nguyên vật liệu chính cho ngành sản xuất chế biến chế tạo dệt may, da giày phần lớn phải nhập khẩu. Gần đây, chúng tôi phát triển thêm một bước nữa là nâng cấp nhà máy của các doanh nghiệp công ty hỗ trợ Việt Nam qua biên bản ghi nhớ phát triển 50 doanh nghiệp nhà máy thông minh với Samsung, ngang với trình độ của các doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Hoàng nói. Ngoài ra, ông Hoàng cho rằng Việt Nam đang mất dần vị thế nhân công giá rẻ và để đón làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI vào Việt Nam. Thời gian tới, Cục Công nghiệp tập trung các hoạt động như xây dựng chính sách, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Nghị định 111/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ có những chính sách ưu đãi cho ngành công nghiệp hỗ trợ, nhưng để phù hợp với tình hình mới, Bộ Công Thương trình Chính phủ dự thảo sửa đổi nghị định này nhằm tạo điều kiện hơn nữa để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hưởng được nhiều ưu đãi hơn, nâng cao năng lực, tăng tính cạnh tranh với đối thủ nước ngoài, hợp tác chặt chẽ với các đối tác như Samsung, Toyota, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.